động trong tầm ngắm để công nghệ đến gần cuộc sống hơn, đó là cuộc sống số. Tất cả sẽ có trong chương trình Cuộc sống số phát sóng vào 11 giờ sáng thứ bảy và phát lại vào 16 giờ 30 chủ nhật hàng tuần trên VTV1. Tham gia góc may mắn, quý vị sẽ có cơ hội nhận được những phần quà có giá trị đến từ EVN Telecom. Giải nhất là một điện thoại di động 2 SIM D816 trị giá 4,8 triệu đồng kèm bộ hòa mạng E-Mobile. Giải nhì là một điện thoại trị giá 1,8 triệu đồng kèm bộ hòa mạng iPhone. Và giải ba là một điện thoại cố định không dây Ecom trị giá 1 triệu đồng. Cuộc sống số mở cửa thế giới số của bạn. Cho đến giờ về cơ bản thì mọi công việc nghiên cứu, đánh giá đã được hoàn